Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá, tọa lạc tại đường 11, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập theo quyết định số 4049 QĐ Ủy ban Nhân dân ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thủ Đức. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá có nhiệm vụ tiếp nhận giảng dạy và giáo dục học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 trên địa bàn phường Linh Xuân và con em của công nhân đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 1. Trường hoạt động với sứ mệnh xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo. Năm học 2021-2022, trường có tổng số học sinh cư trú trên địa bàn phường Linh Xuân thuộc thành phố Thủ Đức là 1.902 em. Khuôn viên trường với diện tích là 15.349 m², gồm 42 phòng học và 10 phòng chức năng. Các phòng học đều thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa của học sinh. Xung quanh trường cũng được bao bọc bởi vườn tràm bông vàng và sân cỏ thoáng mát. Trường có 5 khu vực chính gồm khu A, B, C, D và E. Khu A là khu vực trước cổng trường, phía bên tay trái sẽ là phòng y tế, phòng tài vụ và phòng giám thị để có thể giúp đỡ các em học sinh trong trường hợp cần thiết. Phía lầu trên của khu vực A có phòng thư viện nhằm cho các em đọc sách và học tập, cũng như là nơi trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ do chính các em học sinh làm ra. Nhà trường cũng đảm bảo thư viện có đầy đủ sách, báo, tài liệu tham khảo và phòng đọc đáp ứng đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu của giáo viên, nhân viên và học sinh. Khu B là khu vực của các em học sinh khối 9 và 6. Bên cạnh đó còn có phòng giáo viên. Khu C là khu vực dành cho cả 3 khối 6, 7, 9. Khu D dành cho khối 6, 7, 8. Riêng khu E có thêm 2 phòng thực hành tin và 2 phòng thực hành lý hóa phục vụ cho việc giảng dạy các bộ môn này. Ở mỗi tầng, trường có 4 khu nhà vệ sinh riêng biệt và có thêm một khu nhà vệ sinh 20 phòng ở sân sau, có hệ thống nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, nhân viên và học sinh. Đến với khu vực sân chính của trường, đây là nơi học sinh thường sinh hoạt, chào cờ những buổi đầu giờ, cũng là nơi tổ chức các hoạt động, những buổi tuyên truyền cho học sinh những phong trào, ý nghĩa và mọi thứ trong cuộc sống quanh ta. Hình ảnh Bác Hồ cũng được treo thật lớn ngay cột cờ. Các em học sinh có thể nhìn vào và cảm thấy tự hào, đồng thời yêu thêm việc học tập. Sân chơi bằng phẳng, đảm bảo an toàn cho các em trong hoạt động vui chơi, học tập. Nhà trường trồng nhiều cây xanh ở sân trường nên đủ bóng mát cho các em học sinh. Ngoài nhà thi đấu cho các môn bóng bàn hoặc võ cổ truyền, sân tập được chia thành nhiều khu vực cho các môn thể thao khác nhau và được trang bị dụng cụ bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Ngoài những khu vực trên thì bên trái cổng trường cũng sẽ có chỗ để xe cho các em học sinh và cả giáo viên. Trường có tổ chức chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Chi bộ giữ vai trò lãnh đạo cho toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức khác như công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động tích cực, góp phần cùng với nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trường có 7 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 73 người. Cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường có đủ mọi điều kiện và năng lực để thực hiện tốt các hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, luôn tận tụy, tâm huyết với công việc và hướng dẫn tận tình cho học sinh khi gặp khó khăn. Hàng năm, trường đều có giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận. Tập thể cán bộ, giáo viên trong trường luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau. Từ năm học 2021-2022, Phó Hiệu trưởng nhà trường tăng cường công tác chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt theo hướng nghiên cứu bài học, kịp thời động viên, khuyến khích tạo điều kiện tốt nhất để giáo viên mạnh dạn phát biểu, đăng ký các tiết dạy thao giảng, hội giảng, tham gia các hội thi do trường và ngành tổ chức. Năm học 2021-2022, trường có 42 lớp học từ lớp 6 đến lớp 9,
cụ thể 12 lớp 6, 10 lớp 7, 10 lớp 8, 10 lớp 9. Mỗi phòng học được đảm bảo đầy đủ ánh sáng, thoáng mát, an toàn cho giáo viên và học sinh theo quy định về vệ sinh trường học. Trang trí lớp đúng quy định như ảnh Bác Hồ, bản 5 điều Bác Hồ dạy, bản tin lớp cho mỗi phòng học, đủ bàn ghế phù hợp với học sinh, có bàn ghế buổi giáo viên, bảng viết đảm bảo đúng quy định. Nhà trường luôn đảm bảo an toàn cho giáo viên, nhân viên, học sinh của trường. Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, tập thể cán bộ, công nhân viên như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào trường, đeo khẩu trang, thực hiện đầy đủ quy tắc 5K, tiến hành diễn tập tình huống phát hiện F0, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của học sinh về phòng chống dịch. Nhà trường luôn luôn quan tâm đến chất lượng giáo dục và giảng dạy cho học sinh. Hàng năm, trường có biện pháp duy trì, tăng cường hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục hiện có, đảm bảo tiết kiệm và chống lãng phí về đồ dùng dạy học, thiết bị. Trường còn khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, nhằm nâng cao trí sáng tạo và tạo nên một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp cho các em. Trường cũng đã có nhiều hoạt động lồng ghép trong các tiết học như tái chế rác thải thành những vật phẩm thân thiện với môi trường, tạo các món đồ chơi hay dụng cụ học tập từ vật liệu tái chế, tác hại của túi ni lông, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trường cũng thực hiện việc trồng thật nhiều cây xanh để tạo bóng mát và không gian thoải mái cho các em học sinh. Trong năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì việc phủ xanh trường học, trồng cây xanh và cây cảnh, tạo dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều năm qua, nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, phẩm chất cho học sinh. Vì vậy, việc vi phạm của học sinh luôn được phát hiện kịp thời, được áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp và có chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, nhà trường không có em nào bị kỷ luật buộc phải thôi học. Hàng năm, trường có học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố. Hàng năm, hiệu trưởng xây dựng kế hoạch định hướng giáo dục học sinh hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với khả năng học tập của các em. Điều kiện nhà trường và địa phương qua hoạt động ngoài giờ lên lớp, tích hợp bộ môn, giáo dục kỹ năng sống. Thông qua các hoạt động chuyên môn, hoạt động giáo dục ngoài giờ, tiết dạy môn kỹ năng sống, các tiết chào cờ, các tiết sinh hoạt chủ nhiệm, học sinh được rèn luyện, tăng cường vốn sống, vốn hiểu biết và hình thành các kỹ năng cơ bản, vận dụng vào học tập, đặc biệt là vào đời sống. Trong quá trình 10 năm xây dựng, hình thành và phát triển trường với những việc làm năng động, sáng tạo và đầy trách nhiệm, ngay từ những năm học đầu tiên cho đến nay, nhà trường đã đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Vì thế mà toàn thể trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bá sẽ luôn luôn nỗ lực, phấn đấu để thực hiện tốt với sứ mệnh và châm ngôn, xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, có chất lượng giáo dục để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo.